Giá trị của thể thao nghiệp dư, sự khác biệt giữa vận động viên nghiệp dư và chuyên nghiệp. Cụm từ thể thao chuyên nghiệp đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây với nhiều người xem thể thao. Nhiều lãnh đạo và huấn luyện viên thể thao thường đề cập đến thể thao chuyên nghiệp như một tương lai không thể tránh khỏi, nơi các vận động viên có thể kiếm được hàng tỷ đồng mỗi năm. Vậy thể thao chuyên nghiệp là gì và nó khác biệt như thế nào so với thể thao nghiệp dư? Từ góc độ của các chuyên gia thể thao nghiệp dư là một thuật ngữ phổ quát để mô tả những vận động viên tham gia thi đấu trong hệ thống thể thao thành tích cao. Nói cách khác, họ là những người tập luyện và thi đấu cho các đơn vị hoặc địa phương cụ thể và tham gia vào các giải đấu trong hệ thống thể thao của quốc gia, bao gồm cả Thế vận hội. Thể thao nghiệp dư ở Việt Nam có nhiều đặc điểm riêng. Trong quá khứ, các vận động viên thể thao nghiệp dư thường là công nhân, cán bộ, hoặc viên chức nhà nước, theo bối cảnh lịch sử của đất nước. Hệ thống thể thao thành tích cao luôn được nhà nước bảo cấp và vẫn tồn tại đến ngày nay. Vận động viên trong hệ thống này thường được trang bị lương, chế độ theo chính sách nhà nước. Điều này làm cho một phần lớn vận động viên ổn định về mặt tài chính và thu nhập hàng tháng của họ thường vào khoảng 8 đến 10 triệu đồng. Mức thu nhập ổn định này, bất kể biến động của tình hình kinh tế, là một lý do khiến nhiều vận động viên quyết định gắn bó với thể thao nghiệp dư. Họ chấp nhận sự gắn mác vận động viên nghiệp dư và quyết định không chuyển sang thể thao chuyên nghiệp, nơi họ phải tự chịu trách nhiệm về tài chính và tự túc trong mọi khía cạnh để tham gia vào sân chơi lớn nhất. Vận động viên nghiệp dư và áp lực thi đấu chuyên nghiệp, nghị lực và khó khăn trên con đường thể thao. Trong môn cầu lông, thì Linh không phải là vận động viên duy nhất du đấu nước ngoài mà không có huấn luyện viên đi cùng. Xét về mặt lý thuyết, thì Linh vẫn là vận động viên nằm trong hệ thống thể thao thành tích cao. Cô tham dự các giải vô địch quốc gia, SEA Games, ASEAN và Olympic, những giải đấu mà ngân sách nhà nước bảo cấp và cô luôn có huấn luyện viên đi cùng. Tuy nhiên, khi nói đến những giải đấu chuyên nghiệp thuộc hệ thống Liên đoàn Cầu lông Thế giới, BWF, câu chuyện lại thay đổi. Ở Việt Nam, những giải đấu này thường được xem như giải chuyên nghiệp hoặc giao hữu quốc tế, và các đơn vị chủ quản chỉ có khả năng hỗ trợ một phần nhỏ, vận động viên phải tự túc. Áp lực về thu nhập thường là yếu tố quan trọng đối với vận động viên. Nhiều tuyển thủ quốc gia đã đối diện với quyết định thi đấu nghiệp dư thay vì chuyên nghiệp. Ngoài việc đối mặt với áp lực thi đấu, họ còn phải lo lắng về thu nhập bản thân. Câu chuyện của một vận động viên boxing quốc gia là ví dụ điển hình. Anh từng tham gia đội hình câu lạc bộ võ thuật chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mức thu nhập không xứng với công sức và thời gian anh bỏ ra. Anh chỉ nhận lương 15 triệu đồng một tháng và phải đứng lớp dạy thêm để duy trì thu nhập, đồng thời cảm thấy áp lực lớn khi phải kết hợp tập luyện, thi đấu và dạy học. Áp lực này cuối cùng đã khiến anh quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Trở lại đội tuyển boxing quốc gia, vận động viên này được nhận mức đãi ngộ từ địa phương và cả đội tuyển. Anh hài lòng với khoản lương hàng tháng dao động vào khoảng 18 đến 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, vận động viên này còn có thêm tiền thưởng, cũng như bồi dưỡng chế độ khi thi đấu tại các giải vô địch quốc gia và quốc tế. Thực tế, thể thao chuyên nghiệp còn mới mẻ tại Việt Nam với sự hiện diện của một số câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, nhưng sự khác biệt về đãi ngộ giữa các câu lạc bộ là rất lớn. Một số câu lạc bộ tỏ ra thiếu chu đáo trong việc cung cấp chế độ dinh dưỡng hợp lý cho vận động viên. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của họ khi thi đấu. Chấn thương cũng là một rủi ro luôn đe dọa vận động viên trong quá trình tập luyện và thi đấu. Thậm chí, ít câu lạc bộ sẵn sàng hỗ trợ và chi trả cho vận động viên khi họ gặp chấn thương. Cách mà câu lạc bộ đối xử với vận động viên khi họ gặp khó khăn có thể làm rõ sự chuyên nghiệp và lòng tử tế của câu lạc bộ. Một số địa phương còn áp đặt hạn chế đối với vận động viên tham gia các sự kiện thể thao chuyên nghiệp, đặc biệt trong môn võ, do tính cạnh tranh và khả năng chấn thương cao hơn. Điều này tạo ra một thách thức lớn cho vận động viên và đặt ra câu hỏi về cơ hội trong thế giới thể thao chuyên nghiệp tại Việt Nam.